Chào mừng anh chị em tiếp tục quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Trước mắt anh em là hai sản phẩm lọc xì đến từ thương hiệu Soli anh em nhé. Có model là SEQ11. Em này thì sở hữu mặt nguyên phay nhôm nguyên khối với kích thước ngang là 43, cao 10.5, sâu 29 và máy chạy điện 100 và có công suất tiêu thụ là 8W anh em nhé. Cũng sử dụng được 3 cổng kết nối đầu vào live và 2 đường tiếp 1 tiếp 2. Đây là các cái tính năng ghi, anh em có thể bỏ qua cái tính năng này không cần thiết. Đấy, em này với em SEQ9 thì so với em SEQ9 thì em này có cấu hình gấu hơn với 11 cần chia đều cho hai kênh, tổng là 22 cần và có độ dày cao hơn em SEQ9. SEQ9 thì chỉ khoảng 7,5 cm thôi. Đó, em này thì lên đến gần 11 cm, 10,5, 10,7. Đấy, cũng sử dụng được 3 cổng kết nối đầu vào anh em nhé. Và em này thì hơn em SEQ9 2 cần, giải xuống thấp nhất 32Hz và lên cao nhất là 32.000Hz. Em này thì đáp ứng được giải rất là rộng. Đấy, còn hình thức thì máy về rất là đẹp anh em nhìn thấy không ạ, mặt phay nhôm. Em đang nghe máy đến rất là gần để cho anh em có thể quan sát và lựa chọn nhé. Giá của sản phẩm đợt này thì còn tiếp tục được tốt hơn và em vẫn sẽ báo giá tốt cho anh em nhé. Giá 4.700.000 cho em SEQ11. SEQ9 thì em sẽ lên clip sau thì em sẽ báo giá cho anh em. Đấy, anh em nào mà quan tâm đến các cái thương hiệu mặt phay nhôm màu trắng này thì có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại 0981 956 486 đang hiển thị trên màn hình ạ. Bên em ship hàng toàn quốc khi có cọc anh em nhé. Tất cả các sản phẩm đều cọc và được bảo hành viện phí 100% trong vòng 6 tháng đầu tiên anh em nhé. Đấy là một cái điều kiện để cho anh em có thể lựa chọn anh em mua với bên em. Bảo hành miễn phí là miễn phí 100% anh em nhé. Đấy, nên anh em chú ý các cái câu từ của người bán hàng, của các cái đơn vị, không thôi là lại tránh bị mất thêm tiền hoặc là gì sau cái phí dịch vụ. Vì mình mua hàng thì mình phải được hưởng cái ưu đãi, cái dịch vụ đơn vị nào có những cái dịch vụ tốt thì anh em có thể lựa chọn. Máy đẹp, giá tốt, dịch vụ hậu mãi ok, anh em có thể lựa chọn anh em nhé. Anh em đang xem video thì cho em xin một lượt like để ủng hộ kênh ạ. Ai chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh giúp em và bấm chuông ở bên cạnh thì được cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất của bên em. Còn các bác nào quan tâm đến các cái thương hiệu lọc xì từ Nhật, Mỹ thì có thể liên hệ với em qua các số điện thoại em đã để hiển thị trên màn hình đó. Anh em nào cần sửa chữa thì cũng liên hệ qua số điện thoại 0981 956 486 giúp em nhé, để được tư vấn nhiều hơn. Bên em nhận sửa chữa tất cả các đầu thiết bị số cũng như là karaoke, đồ nội địa là âm ni, các cái cục pao em đều xử lý ok anh em nhé. Anh em là quan tâm thì có thể liên hệ bên em ạ. Chào anh em.